Trong thời gian vừa qua thì đối với Vinamilk và Microsoft, nó là một cái chiến lược lâu dài, và Vinamilk đã sử dụng sản phẩm Microsoft khá là lâu. Nhưng mà theo tình hình và hướng phát triển của công ty thì công ty Vinamilk trở thành một cái công ty sữa hàng đầu của Việt Nam và vươn tầm thế giới. Với cái trọng trách như vậy, ban lãnh đạo của Vinamilk đã giao cho học công nghệ thông tin tìm ra những cái giải pháp nào về công nghệ thông tin mà phù hợp nhất đối với công ty. Vinamilk thì đã sử dụng Microsoft khá là lâu. Năm 2005 thì Vinamilk đã sử dụng Microsoft ở các hệ thống back-end, ví dụ như là AD hoặc là Exchange. Với cái nhiệm vụ và cái hướng phát triển của công ty, với cái công nghệ càng ngày càng phát triển, Vinamilk sử dụng công nghệ của Microsoft là phải đúng theo cái kỷ nguyên, đó là trên điện thoại đám mây hoặc là những cái back-end nó mang tính chất hiệu quả hơn, ví dụ như là SharePoint Online hoặc Office 365 trên cloud, hoặc là một số các cái công nghệ bảo mật mà chủ động. Đối với hệ thống của người dùng trên giải pháp công nghệ mới của Microsoft như là Office 365, hiệu quả đối với người dùng rất là cao. Điển hình như là Exchange Online thì cái dung lượng mail không có giới hạn, rồi các cái lưu trữ của người dùng trên OneDrive cũng khá là lớn. Một người dùng có thể được 1 terabyte trên hệ thống cloud của Microsoft. Còn đối với cái hệ thống bảo mật mà ATP tấn công có chủ đích với hệ thống mail, thì đối với Vinamilk, với cái nhiệm vụ, cái trọng trách được ban lãnh đạo giao, thì IT đã chủ động tham khảo tất cả rất nhiều giải pháp về ATP trên hệ thống bảo mật tấn công chủ đích, thì thấy là cái giải pháp của Microsoft là tối ưu nhất và hợp lý về mặt chi phí. Sau khi nghiên cứu nhiều giải pháp trên hệ thống thực tế của Vinamilk, anh đã quyết định hoàn toàn sử dụng cái ATP về hệ thống mail của Microsoft, tiết kiệm khoảng độ 75% đến 80% so với các giải pháp khác. Và cái thứ hai nữa là phải nói là cái quản trị, cái vận hành của cái ATP của Microsoft nói chung là nó nhẹ nhàng hơn các hệ thống. Người dùng sản phẩm Office 365 bây giờ nó hiệu quả rất là nhiều so với cái dạng và Office ngày xưa. Giữa cái on-premise với cái cloud trên Microsoft thì họ sẽ chủ động và họ làm việc tất cả, là nói chung một lúc mọi nơi, và cái thành phần mà thiết bị của họ cũng rất là đa dạng, từ máy tính để bàn tới các dạng mobile không có giới hạn. Quan trọng nhất đó là tính liên tục của hệ thống. Microsoft vẫn cam kết là 99.9% thời gian Microsoft mong muốn tiệm cận với khách hàng càng nhiều càng tốt.